Chào mừng các bạn đã đến với kênh Unhappy D Channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lên lịch đăng bài trên group một cách hiệu quả. Thì đối với việc lên lịch đăng bài trên group thì các bạn lưu ý giúp mình một điều là để có thể lên lịch đăng bài trên những cái group này thì các bạn phải là kiểm duyệt viên hoặc là quản trị viên của cái group. Thì như vậy các bạn sẽ có thể đăng bài một cách hiệu quả nhất bằng cách lên lịch. Thì mình sẽ làm ví dụ đối với một cái group bình thường, nếu mà các bạn không phải là quản trị viên hoặc là cái người kiểm duyệt thì khi mà các bạn lên lịch đăng bài thì nó sẽ không có hiện được cái phần lên lịch ở trên đây. Thì mình sẽ vào cho các bạn một cái group mà mình đang là cái người kiểm duyệt của trang của cái group này. Thì khi mà các bạn thêm những cái thông tin, ví dụ ở đây mình sẽ thêm một cái bài đăng để ví dụ cho các bạn. Thì khi mà các bạn soạn một cái bài viết để đăng trên cái group này thì đối với các bạn đang là cái admin của trang thì nó sẽ hiện ra cho các bạn một cái phần để có thể lên lịch cái bài này. Thì mình sẽ làm ví dụ như mình sẽ chọn cái ngày hôm nay và cái thời gian là một cái thời gian cụ thể. Khi mà các bạn đã chọn xong những cái phần thông tin này, các bạn sẽ nhấp vào phần lên lịch giúp mình. Thì khi mà các bạn nhấp vào cái phần lên lịch thì nó sẽ lên lịch sẵn cho các bạn. Ví dụ ở đây là cái bài viết này sẽ được đăng trong vòng 44 phút nữa. Thì cái việc lên lịch này thì rất là thuận tiện cho các bạn. Đối với những các bạn không có nhiều thời gian thì các bạn có thể soạn thảo một lần và sẽ lên lịch chi tiết để có thể đăng bài trên những cái group mà mình đang quản lý này. Các bạn có thể kiểm tra được những cái thông tin, những cái bài viết mà các bạn đã lên lịch trước đó ở bên cột bên tay trái. Các bạn có thể nhấp vào đây cái bài viết đã lên lịch để có thể kiểm tra chi tiết những cái thông tin về những cái bài viết này. Thì video hướng dẫn cách lên lịch bài viết trên group của mình đến đây xin kết thúc. Thì các bạn nếu mà có ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc, các bạn vui lòng comment ở dưới video. Thì các bạn có thể subscribe kênh của mình để theo dõi được những video tiếp theo, những cái mẹo vặt cũng như hướng dẫn của mình trong thời gian tới. Thì thân ái xin chào các bạn và hẹn gặp lại.